Xuyến sẽ đi làm răng cho Sơn Hùng rồi ghé bổ thêm đồ chơi để về bán. Hôm nay cho Sơn Hà đi theo đi chợ với mẹ nè. Lấy cho em 3 chiếc xe ben nữa. Mẹ con mua đồ nhiều mà. Đúng rồi. Để giờ vô đây đi nè, cho mẹ đi. Một cái là chị. Một bịch mon, một bịch đen. Đây chị hai bịch. Gì vậy ta? Một bịch mấy cái. Trời ơi. Có bịch nhỏ không? Lấy cho chị bịch nhỏ hai bịch. Đó, mà vậy đó. Đúng rồi, cái kênh đó là kênh của chị, còn kênh của chồng chị là kênh Nam Việt. Trong hai kênh đó có khi nào lên cái mình bấm cho mình coi, ví dụ cái clip này nè. YouTube. Mới mới hả? Cái này là lắp ráp hả cưng? Chị của đang em lên chỉnh cái đầu mày đó nè, má chỉnh cho em cười quá đồng tiền. Cái này là cái đầu lắp ráp hơn. Dạ lưu luôn chị. Lớn hả? Lại lớn hả? Cái này loại chung mà, loại lớn không có bự nữa. Bự chứ đầu không. Cái này con ráp được đâu, cái con nhỏ. Cửa con còn nhỏ, con chưa ráp được nha. Cái nhỏ. Con nhỏ, cái này cái kia nhỏ là phải không em? Cái hộp nhà nãy chị lấy là nhỏ phải không? Dạ đúng rồi, cái lắp là nhỏ. Chị lấy lắp này đúng không? Là nhỏ. Đúng hả? Đúng rồi. Cái đó là nhỏ không? Đừng có đăng nó lên, nó bắt đầu lắm rồi con. Đi lên lầu chị. Đi 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 lên lầu. Chị nói chị ơi, có đăng em lên đâu, đăng mất công tao nó vô coi. Đâu, bộ nào đâu? Bộ bự quá sao con lắp được? Con lấy cái nào nhỏ nhỏ đi. Bộ nào nhỏ đi. Kiếm cái nào bộ nào nhỏ á. Đây nhỏ đây là con nhỏ vậy con. Hôm bữa mua về cái nó tự nó ráp hết nguyên hộp vậy đó. Nhỏ gì chứ hả? Hộp này, nhỏ. Đây là cái nhỏ nè. Con kiếm cái kia đi toilet hay là kiếm ninja. Cái này được không? Được không? Đó cái nhỏ đó. Ừ, cái đó cái nhỏ. Cái này cái hộp chị. Cái đó là ninja hay là đi toilet? Toilet đó chị. Em có mẫu này nữa cái mấy. Mẫu đó không? Cái nào nhỏ nhỏ thôi cưng. Không không. Mẫu này hả? Mẫu này được không? Bữa con lắp chưa? Mẫu này chúng có 4 mẫu, lắp nó 4 mẫu, 8 hộp. Cái này ha. Chưa không? Lấy cái này nghe. Cái này nó nhiều mẫu nè, lắp thành nhiều mẫu. Còn cái kia nó có 1 mẫu nè. Để chị kiếm cái gì đâu chị lấy nè. Sơn Hà tự bước qua nghe. Tự bước qua được không? Rồi đi theo mẹ là cực kỳ đó nghe. Đấy chị nào 5 con. Vô đây nè, đây nè. Có đồng hồ nhỏ nè, bác sĩ nè. Bác sĩ nè. Chị bác sĩ nè. Bác sĩ màu hồng hả? Bác sĩ màu hồng con thích lắm. Con thích lắm hả? Màu hồng hả? Bác sĩ màu hồng. Rồi.
Rồi thôi nha, nhiêu đó thôi nha. Về nha. Cái hộp ở dưới á, anh xin biết cơ cái hộp ở dưới á. Ở dưới mẹ mua ở dưới chưa tính tiền. Để vô đây mẹ coi coi có gì mua nữa không. Cái này cái gì vậy em? Cái chất cucumi với chị mới. Bóp gì chơi vậy hả? Ừ. Con không biết gáp thôi chở cô đi. Lý gáp là gây được cô. Để cô bỏ vô chờ. Chút cái kia về ít nó gáp được ha. Cái màu kia ít. Để lấy cho chị. Cái này đâu chơi được nữa. Đây đi tắm. Ờ đi tắm biển hồ bơi mới chơi được. Đi đi ra. Đây. Hai bật tay chị. Đi xin hỏi xuống không? Hai cái nha, còn hai cái.
Con có ráp theo trình tự không? Không. Không gì nó đâu có vô. Cái mẹ không hay dưới chữ ấy chứ. Cũng khó chứ. Dạ. Giờ đã thấp hơn nhiều. Dạ. Cắn, cắn. Vấn đề của bé là nó cắn sâu nè. Dạ, nó cắn sâu. Là mình, cho nên cái hàm ở nhà. Dạ. Mình muốn giải phóng cắn sâu để cái hàm dưới nó ra trước một chút. Dạ. Cho nên là mình cho lúng tiếp. Còn hàm trên từ từ mình sẽ ngắn dần. Dạ. Khi mà hàm dưới lúng được khá nhiều rồi mình ngắn. Mới làm hàm trên. Đúng dạ. Rồi. Tại vì bây giờ làm hàm trên vô thì mình cũng chờ hàm dưới. Dạ. Tại bé đánh răng không kỹ thì nó sẽ hư răng. Dạ. Nên mình làm từng phần á, từng đoạn. Xong rồi đánh răng kỹ nha con. À, có tâm nước đó, con nhớ con xịt cho kỹ nha. Để đây nè, nó sâu răng nha. Nó lúng khá nhiều hồi xưa nó đây nè. Dạ. Hai cái răng này nè, dạ. Cao gần bằng cái này. Dạ. Giờ tiếp xúc cho cái này. Nó lúng bằng cái này rồi ra. Dạ. Lúng thêm chút nữa cho nó hở cái này nè. Dạ. Thì cái hàm dưới của mình nó tự động nó phát triển. Dạ đúng rồi, làm từ từ. Dạ. Chứ mà làm gấp quá mình ăn khó ăn nữa. Làm từ từ cho nó quen. Hôm nay mình làm gì ba? Đắp hôm nay mình làm bốn tay xuống. Dạ. Đợt sau mình sẽ gắn. Đợt sau mình gắn ra phía trên. Bốn trước. Bốn trước. 200 này. 200. Để mình sắp xếp đều lấy răng lên lại. Xong dạ. Nó cũng cho lúng lên. Dạ. Dạ. Vậy là bữa nay xong rồi thôi. Dạ. Dạ. Chút xíu thôi. Thật lâu lại không? Dạ. Dạ. Hello cô chú đi. Hello đi. Con hello cô chú đi. Hello đi. Sơn Hà hello cô chú đi. Hello cô chú. Đúng rồi, Hà hello giỏi. Cô chú. Đúng rồi, con cũng giỏi nữa trời ơi. Năm cái này. Ừ. Cái này cho bạn. Hello cô chú. Hello cô chú. Hello cô chú. Cho bạn chơi với con Sơn Hà. Cho bạn góp. Không cho đụng vô. Không kia không cho chơi chung. Sơn Hà này không chị cho bạn chơi chung. Bằng Long, bằng là bằng Long chúng cô cho chơi nha. Cho hợp khác ha. Ờ đừng thèm chơi với Sơn Hà nữa nha. Đâu? Ừ, một chút cô lấy tại đồ chơi trên xe rồi chú chở đi rồi lát chú lại rồi cô cho con hộp khác nha. Nay mẹ chú nghĩ cho con gọt con sẽ cơ hết nha. Ừ. Wow, đây là con chia sẻ cho bạn chơi với. Con heo cái răng. Sơn Hà chia sẻ cho bạn chơi với nè. Thôi chia sẻ cho bạn chơi. Cô cho Long bộ này luôn nha. Nha. Này rất được ướt. Nha. Nha Long. Long. Long ơi. Ừ. Long ra chơi kìa. Ừ. Long giờ chơi nha, mẹ Long ráp đi. Ừ, để cho bạn ráp đi rồi Sơn Hà với mẹ đi về nè. Nha. Ráp cho con, mẹ mua cho con đi. Ừ, chút lên xe mẹ lấy, mẹ có mua để lên xe rồi. Rồi con vô thưa cô chú đi về. Mẹ ơi. Rồi, Sơn Hồng thứ hai ăn muốn ăn gì vô? Ăn vô nha. Ừ. Bánh đi xa về ăn bánh đi xa. Ờ, ừ, đi vô đi. Vô đây. Ừ, để tụt quần á, đói tụt quần rồi kìa.
rồi kìa, Xuân Hào lên ăn đi nè. Đó, con lấy đi. Con cắm ống hút cho em đi con. Đây, Xuân Hào đây. Hai đứa ăn no chưa? Chưa no phải không? Ngon không nè? À ta. Đây, nước đầy của Xuân Hà đây. Để giờ Xuân Hà có ăn thịt bột không? Thích ăn bột. Xuân Hà thích ăn bột.